nhà trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bên cùng nghe luôn nha. Dạ, chào cô gái. Rồi, bây giờ mình giao lưu với nhau cho hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Em chào anh Quyền Ninh với chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia vậy. Dạ. Em tên là Đỗ Đăng Lưu, sinh năm 1975, đến từ Hà Nội. Lưu làm công việc gì? Em làm nội thất về đồ gỗ. Rồi em làm ở đâu? Em làm tại xưởng, xưởng tại nhà luôn. Ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Rồi từ Hà Nội em bay vào đây luôn. Dạ vâng. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay bạn muốn hẹn hò ạ. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thu Hiền. Em sinh năm 1982, quê em ở thị xã Phú Thọ ạ. Chị làm công việc gì? Trước đây em làm công ty may. Sau đó thì chồng em mất. Sau một thời gian thì cũng nói chung là cuộc sống cũng vất vả. Hơn 2 năm rồi em cũng về xây một tí nhà. Rồi các anh chị cứ gán ghép em lấy chồng thì em cũng không có muốn lấy đâu, thật sự thế. Thế là mọi người cứ gán thì em lấy một anh này cũng có một đời vợ nhưng mà không có con. Khi đến với em thì em cũng nói là về có ở rể không, anh cũng chấp nhận. Và em cũng nói là em cũng có 2 người con trai, chồng em mất rồi. Anh có chấp nhận cuộc sống với em thì như thế, về yêu thương con em, anh cũng đồng ý. Nhưng khi về gia đình em sống được một thời gian thì anh cũng lừa em thế chấp nhà mẹ. Em thế chấp nhà mẹ xong rồi anh ấy bỏ đi không nói câu gì cả. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì em lên Đà Lạt để chia tay xong cuộc sống nó vất vả quá. Thế là có người giới thiệu em lại sang Ả Rập. Yeah. Em sang Ả Rập làm được hơn 2 năm thì em về nhà chơi mẹ em cứ giữ. Thế là nhưng mà tiền giả nợ giả nần cũng khó, vất vả một mình em gánh chọi với 3 đứa con với mẹ già. Thế em lại vào thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công ty giày da Hiếu Nghĩa được 6 tháng thì chuẩn bị đến Covid thì em lại sang Dubai. Em sang Dubai được hơn 2 năm, chủ cũng thử thách em nhiều và cũng không muốn em quay về Việt Nam. Nhưng em nói còn mẹ già các con em phải về. Thì trong thời gian em sang Dubai ấy thì thật sự em cũng không muốn lấy chồng nữa. Nhưng mà con trai em cứ động viên là mẹ nên tìm hiểu một người để sau này mẹ đỡ buồn, con trai lớn em ấy. Thế em bảo là em cũng chẳng biết số phận em như vậy có ấy không, thì nó đăng ký rồi, xong em cũng đăng ký thật. Thì chương trình gọi em đây ạ, thì em cũng mới về nước được 2 tháng ạ. Cuộc đời của Hiền cũng gian truân quá hả? Dạ vâng ạ. Con em mấy tuổi rồi Hiền? Cháu đầu sinh năm 2002, năm nay cháu 21 ạ. Cháu thứ hai 2005, cháu năm nay 18 ạ. Cháu cũng đang đi học, sắp ra trường ạ. Còn cháu thứ ba thì năm nay cháu được 7 tuổi, cháu đang ở với bố ở thành phố Đà Lạt ạ. Cuộc đời chị buồn quá à. Dạ vâng. Còn Lưu? Dạ. Em thì cũng trải qua một đời vợ rồi. Thì nói chung là vừa mới chia tay được mấy năm thì thực ra là vợ thì em cũng được 2 đứa con. Một trai thì sinh năm 2003, một gái thì 22. Không may thì cháu con trai là cuối năm kia cháu bị tai nạn mất. Thì thực tế bây giờ là em cũng lên chương trình, nhờ chương trình là để tìm giúp một người phù hợp này. Về là chủ yếu là phải sinh nở được. Đấy, bởi vì giờ em có một đứa con gái thì lại hiện tại đang ở với mẹ. Như là giờ em ở một mình? Em ở với có 2 mẹ con. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ năm nay ngoài 70 rồi. Ngoài 70 rồi. Cô anh chị cũng gian truân, bên đây cũng không được may mắn lắm. Nhưng mà chia sẻ với những điều đó, em có điểm mạnh, điểm yếu gì em nói cho nhà gái biết đi luôn. Có nghĩa là cái gì là làm được cái đó. Kể cả bất cứ công trình việc gì là em có nhìn thoáng qua cả là em có thể là áng áng được tầm đến 90-95%. Và nấu ăn thì em cũng biết sơ sơ. Nói chung là làm cái gì là em luôn luôn là giữ lời hứa chuẩn. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là hút thuốc lào, ít nói. Em chia tay vợ lâu chưa? Cũng được khoảng 5 năm rồi. 5 năm. Bây giờ chị là nói cho em biết nè, là chị ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, thích hoạt động xã hội. Nói chung là các công tác thì em cũng làm được. Cái thứ hai nữa là điểm yếu là em hơi nóng tính. Vì là em không nên không phải là em nói thẳng.
nên là nhiều người rất hay tự ái với em. Là bây giờ chị mong muốn có một người bạn đồng hành với mình như thế nào? Cuộc sống của em cũng đã vấp ngã như vậy thì em cũng chỉ mong muốn nếu mà bạn trai mà thực sự muốn đến với em, hiểu hoàn cảnh và thông cảm, yêu thương con em cũng như em yêu thương con bạn ấy. Chứ em cũng không mong muốn gì đâu chị ạ. Còn Lưu? Dạ. Mong muốn một người bạn đời như thế nào? Cái thứ nhất là ưa nhìn một chút. Cái thứ hai nữa là tính thẳng thật, sống là phải chung thủy, chăm lo việc trong gia đình. Sống là cái tâm cái đức. Cô gái bên này là rất tính, rất thẳng thẳng quá, đôi khi nó hơi nóng tính luôn đó. Nhưng mà em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em cũng không quan trọng lắm đâu anh. Em chỉ cần là biết chăm lo cho gia đình. Tại vì hoàn cảnh em giờ chỉ có mẹ già, mấy cả mấy con ấy cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ lẫn nhau vui buồn. Có sao thì nói như thế. Giờ mẹ già đang ở đâu? Mẹ già em thì bây giờ đang ở với em với cả cháu thứ hai ạ. Dạ. Còn cháu lớn thì bây giờ ở nhà ông anh chồng thứ hai ạ. Nhưng mà cháu làm quản lý khách sạn luôn ạ. Dạ, có vấn đề là cháu trao đổi với em. Trong trường hợp là lúc mà em đi sang nước ngoài em cũng khó khăn ở nhà ấy, thì cháu hay giúp đỡ em mua bán cho bà. Rồi nếu mà em có khó khăn về trước đây nợ tiền là cháu lo trả. Chị may mắn chị có được những người con. Thì cháu cũng động viên cho em là nếu mà bây giờ mẹ muốn đi bước nữa hay là mẹ muốn như thế nào, chúng con đều ủng hộ. Thật sự cháu thứ hai là hôm nay định đi theo em ở đây, nhưng vì cô giáo bảo là sắp đến ngày ra trường con phải đi chụp ảnh hiếu kỳ, nên là cháu đi theo cô giáo với nhà trường ạ. Dạ. Vâng. Hôm nay em đi với ai? Em đi một mình ạ. Dạ. Còn Lưu đi với ai? Dạ, em đi với người bạn. Em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả quý vị khán giả. Em là bạn thân của Niu. Hoàn cảnh của hai bên thì chắc là mọi người cũng đã hiểu. Thì mong rằng là hai bạn người là bấm nút và cùng hoàn cảnh đấy chị, cố gắng là san sẻ, bù đắp cho nhau những gì còn thiếu. Mong hai bạn gọi là cố gắng. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, hai bạn sẽ gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu đi luôn. Dạ, chào anh ạ. Chào bạn. Dạ, MC ạ. Anh ơi, em cũng đến từ Phú Thọ. Cũng chẳng có gì đặc sản đâu, nó là gói bánh thì mời anh ạ. Ừ, rồi, anh xin cảm ơn. Vâng, mời anh, mời anh Quyền Linh với cả chị Ngọc Lan ạ. Thì em được tặng một bộ nước hoa này. Em cũng chưa được dùng đâu. Còn đây là em để cho chị Ngọc Lan một lọ ạ. Để dùng thử sản phẩm bên em ạ. Em cảm ơn chị. Dạ. Còn đây em tặng cho anh Quyền Linh ạ. Có anh nữa hả? Dạ, vâng ạ. Trời ơi, cảm ơn em. Chia hết rồi ạ. Vừa có kẹo ăn, vừa có dầu thơm nữa. Em vừa bảo là em ở Phú Thọ. Dạ vâng ạ. Chỗ nào Phú Thọ? Em ở ngay thị xã Phú Thọ anh, chỗ vườn hoa, chỗ đài truyền thanh ấy. Thế nên hiện tại bây giờ là em cũng đang rảnh đúng không? Đúng rồi. Nó không phải nuôi đứa nào đúng không? Không, em bây giờ không phải nuôi cháu nào ạ. Dạ, tại vì cháu đầu giờ nuôi cháu thứ hai ạ. Thế em nhìn để anh thì em... Dạ, em nhìn anh cũng bình thường. Đẹp. Em thì anh nhìn thì cũng là tương đối là cao giáo. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em là cũng tuổi tốt à? Dạ vâng ạ, em sinh năm 82 anh. Thế thì cái quan trọng của anh là vấn đề là về là mình phải thống nhất là một cái gia đình hạnh phúc này. Cái thứ hai nữa là bắt buộc là phải sinh con. Anh thì vừa là con trưởng lại vừa là trưởng họ. Thế nên bắt buộc là anh lấy người phụ nữ nào về nếu hợp duyên hợp số về là phải sinh con cho anh. Đó, được vài đứa là cái tốt. Vâng ạ. Đấy là cái quan điểm nhất. Cái thứ hai nữa là anh thì nhà thì 6 chị em nhưng ăn chưa dành hết được. Giờ chỉ có mỗi mẹ là hiện tại là đang ở với anh. Tại vì nhà em thì có một mình em, cho nên là ngày trước em cũng nghĩ là mẹ em đẻ có mình, đâm ra em cũng rất buồn. Sau em ước sau này em mà có chồng em đẻ thật nhiều cho nhà là vui. Thế còn ý định của em thì nếu mà gặp nhau mà hợp duyên hợp số thì em định khi nào thì có thể... Thì em bây giờ hợp duyên hợp số thì cũng chưa biết được anh ạ. Ngồi trên này chưa biết được, mình phải tìm hiểu ra cảnh hai bên. Xong rồi mình mới có sự là nhất trí của hai bên. Nếu mà anh chấp nhận hoàn cảnh của em, số phận đã đổ vỡ như thế thì mới đến được với nhau chứ anh. Chứ không phải là ngồi đây là nói cái là đi về với nhau. Thì tất nhiên thì mình cũng phải có thời gian để mình tìm hiểu chứ. Dạ vâng ạ. Ý anh nói là nếu mà cái thời gian anh em mình mà tìm hiểu mà để đủ và hiểu rồi thì khoảng thời gian bao lâu thì em có thể là... Em cũng không quan trọng thời gian lắm đâu anh. Tại vì bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, không phải còn trẻ nữa. Cho nên em chỉ muốn là anh bây giờ lớn rồi thì là nếu mà sau khi chúng ta đổ vỡ rồi có sự hoàn thông cảm cho nhau và để chia sẻ về bố mẹ hai bên cùng các con
Em không muốn là, ý là sau này thì dụ em là một người mẹ đi, có thể ghét con của chồng nhưng em không làm như được thế. Em cũng muốn là yêu thương tất cả những con của mình. Em chỉ mong muốn là như thế thôi anh. Dạ. Thì... Mà em cũng xin anh một điều là nếu mà có duyên mà đến với nhau thì em cũng làm công tác xã hội, mấy cả em cũng hay đi hoạt động về bảo hiểm Đai Chi, nên là đi với các chị ý, thì em cũng mong muốn là em cũng chia sẻ, nhưng mà mong anh chấp nhận được như thế. Còn nếu mà không thì em cũng chịu, tại vì em hay giao lưu bạn bè chứ em không có cái gì cả. Cho anh ý kiến một câu nhá. Vâng ạ. Thế nếu như anh em mình mà có duyên để gặp và cho nhau cơ hội, em có thể là bỏ cái nghề bảo hiểm em làm việc khác được không? Nếu mà anh có thể nuôi được em mà các thứ thì em cũng sẽ bỏ, em không theo nữa, chỉ lo cho gia đình thôi anh. Tại bởi vì anh thấy cái nghề bảo hiểm ấy, thì toàn những người ta nghỉ là mình phải đi làm, mà người ta đi làm là mình được nghỉ. Thế bởi vì là nếu như em mà toàn, nếu mà đi vào toàn những cái giờ mà để nghỉ đấy thì có lẽ là cái việc nhà với con cái là em không thể xế sát được. Không phải, thế anh đã nhầm rồi. Cái trong nghề bảo hiểm này anh chưa bán chưa biết, không phải. Mình chỉ là đi công ty, mình chỉ xã giao với cả là mình đi tư vấn khách hàng. Nếu mà có được hay không thì không quan trọng. Giờ rước thì cũng về sớm anh ạ, chứ không phải đi đông đêm về hôm. Anh không thích bạn nữ là làm về cái bảo hiểm. Vâng. Đấy, anh cũng trước khi anh đăng ký anh cũng muốn tìm một người bạn làm nghề tự do. Vâng ạ. Đấy, chứ anh không thích là bạn nữ là làm công việc nhà nước. Vì bảo nhà hiểm nước tự do đó em. Bảo làm cái này là tự do đó. Gò bó với thời gian. Không có gò bó luôn. Vâng, đa số phải đi vào những cái giờ người ta được nghỉ. Mình mới tư vấn được. Cái đó cũng đúng. Nhưng chứ thật ra không... em đừng lo, nếu mà tình yêu chúng ta đủ lớn đó thì có thể chúng ta đâu phải là ta làm giống như làm ngoài giờ thôi. Vâng, đúng rồi. Còn lo con cái kia không có thời gian thì cũng không đi bán được đâu. Mình lấy nhau về thì mình ở đâu? Hà Nội hay Phú Thọ hay đâu? Em thì ở Hà Nội. Thì hiện tại em cũng vừa mới đang làm nhà, tức là vừa mới xong được cái móng thôi. Thì chắc cũng vài ba tháng nữa là mới làm xong được. Làm nhà xong lấy vợ là vừa đúng không? Thì đấy là em là muốn tìm được bạn gái nào mà phù hợp, mà cảm thấy tiến đến được hôn nhân thì về thắc ở xong nhà là sẽ cưới liền đó. Vâng. Suy nghĩ quyết định ha. Dạ. Bây giờ Lu đứng lên đó, nắm tay bạn gái kia đi nào đó, bây giờ hát tặng bạn gái một bài gì đi. Sẽ không bao giờ anh phụ tình em, thà rằng không yêu thì thôi, đã nguyện yêu thương nhau rồi, anh xin thề trọn đời chúng đôi. Em cảm ơn anh. Anh gái có hát được không? Em hát cũng được mà hát không hay thì anh. Cái hát đại đi, hát giao lưu thôi mà. Dạ thôi, em cũng hát tặng anh bài Nhạc Đỏ nhá. Dạ. Tại vì bố em trước đây làm thiếu tá bộ đội mà. Dạ. Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động núi rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Nếu chúng ta nghĩ đây là đúng một nửa yêu thương của mình thì bấm nút đó. Còn không đúng thì chúng ta không cần bấm nha. Dạ. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Dạ không. Lý do tại sao? Lý do là nếu bạn mà kém một tuổi nữa hoặc hơn một tuổi nữa thì là mình rất thích. Nhưng bởi vì là vợ cũ của mình cũng tuổi 82 như vậy, thế nên là mỗi người được một tính, mỗi người một lết, chứ không phải là ai cũng giống nhau. Nếu em kém một tuổi hoặc hơn một tuổi thì đẹp. Vâng. Tức là vì cái tuổi thôi đó Lu hả? Vâng. Trời ơi, Linh thấy quan trọng nữa rồi. Ở đây một người phụ nữ phải nói là đã vượt qua rất nhiều phong ba bão tố, một người phụ nữ rất là cứng cáp. Em cũng, cái vợ cũ của em cũng vì sinh năm 82. Đấy, tất nhiên không phải là anh em vô độ cả lắm. Thế nhưng mà cái người phụ nữ mà 82 đấy thì cũng có người mỗi tính, một người một lết. Con vợ em mà tính nó tính đàn ông. Nó tùy theo người thôi. Vâng.
À, rồi, hello bạn ha. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, rồi quê quán cũng như là nơi ở hiện tại nha. Ở đây thì chỉ có team biên tập và sản xuất của chương trình Bấm Hẹn Hò thôi, sẽ không có cái người khác cùng tham gia chương trình với mình đâu. Là mình sẽ chia sẻ cho chương trình cùng lắng nghe nha. Em tên là Ngô Ngọc An Phương, em sinh năm 1996, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Quê quán là em ở Đồng Tháp. Em Đỗ Ngọc An Phương. Đỗ Ngọc An Phương. Đỗ Ngọc An Phương. Đỗ Lộc, chị Đặng Đỗ Lộc. Đặng Đỗ Lộc hả? Đúng rồi, em tên em năm từ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. À, em ơi, công việc mình có việc gì á? Hiện tại thì em đang làm nhiều việc cùng một lúc. Công việc chính của em là chuyên viên xuất nhập khẩu. Ngoài ra thì em còn là giáo viên ngôn ngữ. Công việc nào mới là công việc chính của em? Xuất nhập khẩu. Hả? Xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là đang ở quận 9 luôn hả em? Mà làm ở quận 9 luôn. Đúng. Rồi, Phương có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Có tài lẻ gì đặc biệt không? Em chơi piano, em chơi được một cổ. Điểm mạnh của em là hòa đồng, có thể thích nghi với môi trường, hoàn cảnh. Điểm yếu là hơi cũng tình cảm nên là hay bị tình cảm chi phối. Hơi gì? Điểm yếu của em là cái gì? Nghe không rõ nhỉ? Nghe rõ không? Ừ, nghe nói lại chị. Được chưa? Chị nghe được chưa? Rồi, rồi, ok. Rồi, điểm yếu của em là gì? Em nói lại giùm chị với. Bị tình cảm chi phối. À. Bị tình cảm chi phối. Vậy đó giờ đã có mấy mối tình rồi? Cũng nhiều trên hai. Trên hai rồi, chia sẻ cho chị về những cái mối tình của em đi. Quen bao lâu, lý do chia tay, rồi chia tay độc thân đến nay là bao lâu rồi? Độc thân đến nay là 2 năm. Mối tình gần nhất là 6 năm, chuẩn bị cưới thì cái người bạn kia có công việc và chắc là có công việc với lại mục đích riêng của họ nên là không có tiếp tục được. Chuẩn bị cưới rồi còn chia tay hả? Dạ. Bạn trai lý do là bận công việc hay sao em? Cũng không biết, chắc là hết yêu thôi. Họ hãy tiếp dùng cái chút ơi, bên tớ hơi ổn, bên tôi hơi ổn á. Ừ, rồi. Em ơi, bây giờ thì chị thấy là làm nhiều ngành, nhiều nghề quá, điều kiện cũng ok, mà tại sao không có anh nào theo hay sao nè? Tại sao phải tham gia chương trình á? Thật ra cũng có, nhưng mà lý do em muốn tham gia chương trình là muốn cho mẹ em vui. Mẹ em rất là thích chương trình, mẹ em là cái fan hâm mộ của chương trình, số nào ra mẹ em cũng coi hết. Nên là mẹ em cũng đến tuổi rồi, không mẹ em nói thì là con đăng ký thử xem, cho mình cơ hội thử xem, em muốn đăng ký. Vậy chứ em là không có nhu cầu đúng không? Em cũng có, nhưng mà không có nhu cầu với đăng ký. Nhưng mà một phần nữa là em cũng muốn cho mẹ em vui mà. Tại vì mẹ em cũng bên cạnh động viên này kia. Thì cứ thử xem, mẹ em cũng đăng ký bắt đầu. Thì nói chung là khoảng thời gian độc thân thì cũng chưa có. Em cũng chưa có để ra, nhưng mà có như là khi mà mình đã, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi á, thì mới bắt đầu tìm kiếm. Rồi, ok, rồi. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Tại vì chị cũng thấy công việc của em nó khá là ổn định, em cũng khá là độc lập, nên là em cũng muốn tìm một người bản lĩnh, độc lập, đã có công việc ổn định. Rồi, tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được em? Em không có quan trọng vùng miền lắm. Tuổi tác thì chắc ngoài 30 thì em thích sự kiểu thích con trai trưởng thành. Rồi, thích con trai trưởng thành. Rồi công việc em có yêu cầu công việc gì cụ thể không hay là sao?
chỉ cần có công việc ổn định, có chí hướng làm được, em không cần phải công việc quá là cụ thể, tại vì bản thân em cũng có thể nuôi sống tốt và em, nên là em cũng không có quá yêu cầu là phải này nọ kia. Rồi, ok, vậy thì là mẹ còn có dặn dò yêu cầu là phải tìm bạn trai như thế nào nữa không? Cao trên mét 7. Cao trên mét 7 hả? Em là cao mét nhiêu Phương? Em lại thấp, 3 mét lại đòi. Cao là em cao mét rưỡi đó hả? Em cao mét mấy Phương? Dạ, mét 50. Rồi, ok. Hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi á Phương. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có một biên tập làm việc riêng với em ha, để mình chuẩn bị cái nội dung nó tốt hơn. Và em chia sẻ cởi mở càng nhiều thì chương biên tập sẽ hiểu em và sẽ tìm cho em được cái người mà chính xác nhất ha. Cứ cởi mở xem các chị biên tập như là người nhà của mình thôi. Rồi là các chị sẽ tìm cho mình một cái người phù hợp nhất nha. Rồi ok, cảm ơn Phương nha. Có gì em đợi thông tin từ chương trình ha. Và cố gắng sắp xếp tham gia nếu mà chương trình đã tìm được cái người phù hợp cho em nha. Tại vì tìm được cái người phù hợp nó rất là khó, và vô cùng là có duyên thì là mới có cái người phù hợp đó. Cho nên là mình đợi thông tin của chương trình ha, và cố gắng sắp xếp nha. Rồi chào chị nha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên thì ở đây sẽ có ekip của chương trình thôi chị ha, có biên tập với lại các bạn bên bộ phận sản xuất thôi. Nên là chị cứ chia sẻ thoải mái, tự tin những cái câu chuyện của mình. Khi nào mà buổi hôm nay mình cast khoảng mỗi bạn có khoảng 5-10 phút thôi. Nếu như mà chị được chọn á, thì bên em sẽ gọi lại để trao đổi với chị nhiều hơn về cái hình mẫu chị mong muốn, rồi những cái thông tin khác nữa. Ha. Nhưng mà ở đây thì để được chọn thì chị tự tin, chị vui vẻ, cởi mở lên. Hiện tại thì em thấy là mặt hơi buồn đó. Đó, ví dụ lên chương trình, đó, lên sân khấu thì có những lúc có khi MC chưa có hỏi tới mình, nhưng mà mình cũng phải tươi tươi lên chút chị ha. Đó, dù giờ tươi lên là đẹp liền. Rồi bây giờ xin mời chị, đầu tiên chị giới thiệu giùm em họ tên, công việc, quê quán của mình. Mình tên Lê Thị Bé, sinh năm 76, nghề nghiệp là buôn bán. Cụ thể mình buôn bán cái gì á chị Bé? Mình bán thực phẩm chức năng của Mỹ. Mình mua hàng bên Mỹ, rồi mình có người quen ở bên Mỹ, rồi nhờ người quen đi mua, nói chung là người nhà, rồi đem về đây bán trực tiếp chứ không qua trung gian. Chị bán ở đâu? Mình bán ở nhà, hiện giờ mình đang bán ở nhà, mình có bán ở nhà thôi. Là quê chị ở đâu chị? Quê mình ở Quảng Nam. Hiện đang ở Quảng Nam luôn? Không, mình đang sinh sống tại Sài Gòn, có nhà cửa ổn định ở Sài Gòn. Vậy là mua nhà đổ ở đây rồi, đúng không? Dạ, chào. Chị ở quận mấy? Ở quận 12. Dạ, đường nào chị? Ở đường Sông Thành. Vậy hả? Rồi. Chị ở đây thì với ai ạ? Mình ở với hai mẹ con. Với mẹ chị hả, hai con chị? Con mình có hai cháu, nhưng mà một cháu trai ở ngoài Quảng Nam với bà ngoại, nhưng mà sắp xếp công việc thì tháng 4 vô đây học nghề. Cháu trai 24 tuổi, còn cháu gái đang học đại học năm nhất. Là đang ở trong này với chị đó, đúng không? Đúng vậy. Rồi vậy chị chia sẻ luôn giùm em về cái cuộc hôn nhân đi, là mình chia tay lâu chưa, rồi tại sao mình chia tay năm 2015. Rồi, ở với nhau bao lâu rồi, tại sao ly hôn chị? Thì không đồng quan điểm, nói chung vợ chồng không có gì hết. Nhưng mà khi mà làm ăn nó hơi thất bại thì nói chung những cái mâu thuẫn nó sẽ xảy ra. Rồi mình chấp nhận là mình không có một cái điểm tựa. Nói chung là khi sống thì mình cũng cảm thấy không đổ lỗi cho người khác, nhưng mà ví dụ mình cảm thấy không hợp nữa thì mình chia tay. Rồi hai đứa con bây giờ thì chồng cũ còn qua lại liên hệ hay gì không chị? Nói chung là cũng có qua lại với con, nhưng mà ví dụ mình, tại vì con là con chung nên thành thử cứ việc qua lại không sao hết. Mình thì không có quan hệ gì, nhưng mà con cái có thể gặp nhau. Nhưng mà ngày xưa thì tìm hiểu rồi có lâu không? Làm sao? Nói chung hồi đó, nói chung cực khổ quá rồi, mình nói chung mình cũng cưới đại vậy đó hả? Được thôi, nói chung là lúc đó là không có suy nghĩ, nói chung là cứ yêu là đẹp thôi. Rồi chị coi như là chị ở không mấy năm rồi? Từ đó đến giờ nói chung cũng quen
bạn bè thôi chứ không có tìm hiểu tới cuộc hôn nhân. Mà bạn bè làm sao lại không đi xa hơn được mấy người không đó là đi xa tại vì á, mình thứ nhất là mình đang còn nuôi con là cái tuổi mà mở mở nạt nạt á, nên thành thử mình sợ con mình giống như là mình không dạy được con nên mình cũng cố gắng mình ở dạy. Nhưng mà khi mà mình đến một cái thời điểm mình cảm thấy là con mình đủ trưởng thành rồi, có thể sắp mình có thể con sau này sẽ có tương lai, mình thì tìm một cái người để chia sẻ lúc đau ốm, chia sẻ trong công việc, ví dụ hỗ trợ lẫn nhau. Mà đối tượng chị gặp được nhiều không? Thì mình chưa nghĩ tới chuyện đó, nói thật ra mình không có nghĩ tới chuyện đó nên chưa có. Nhưng mà mình muốn, ví dụ cũng có một đôi người nhưng mà mình cảm thấy người ta cũng ngỏ lời, nhưng mà mình nghĩ là giống như bạn bè vậy á, người ta thấy mình vậy. Nhưng mà sao vậy chị? Chắc là những người đó họ, chị thấy sao không ổn? Không phải là không ổn, nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy lúc đó là con mình cần mình hơn là mình cần người khác. Nên chị mình phải chấp nhận để hy sinh để cho con mình trước. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào? Mình tìm một người biết chia sẻ, biết cảm thông cho nhau. Cái cuộc sống á, thì phải đủ để lo cho bản thân người đó, chứ không đến nỗi là khi mà, tại vì tuổi mình cũng đã lớn rồi, ví dụ cơm canh thì có thể là lo cho nhau không sao, nhưng mà khi bệnh đau á, thì mình sợ là mình không đủ khả năng để mà lo cho người đó. Tại vì có yêu đi nhưng mà cái tuổi mình lớn rồi, có thương đi thì cũng tuổi mình lớn, thì che chở lúc đau ốm thôi. Mình chỉ mong tìm được người mà cũng nói chung là mô tả kỹ phải... ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó như thế nào nè. Nói chung là mình không, mình cứ biết cần người hiểu chuyện, rồi ví dụ như cái cách cư xử nó nhẹ nhàng. Nói chung mình cũng hơi cọc tính, nóng tính, thật sự là vậy. Mình không bắt người ta phải chiều theo mình nhưng mà hiểu nhau. Rồi công việc có yêu cầu gì không chị? Công việc thì ví dụ người ta cũng phải có công việc chứ. Mình đây không, cũng không có quan trọng đúng không? Làm tài xế hay là làm thợ hồ? Không, mình không quan trọng người ta làm công việc gì, miễn người ta có công việc. Nhưng mà cũng phải ổn định của người ta. Chứ còn nếu mà cứ ở không thất nghiệp vậy sao mình về mình cũng đâu có gồng gánh nổi. Dạ. Rồi bây giờ chị có nhà rồi, anh đó chưa có nhà được không? Bình thường, không có gì. Đối với mình có những cái đó mình không cần. Mình không cần, mình chỉ cần là người ta chia sẻ và hiểu nhau, chứ không phải đi đây đi đến đó, cũng không phải là cần người ta phải có của giàu có. Giàu có thì người ta cũng không có lấy mình đâu. Dạ. Đủ sống cho người ta thôi. Rồi chị quê quán thì sao? Anh đó bây giờ chị nếu mà anh đó có nhà ở quê gì đó ở Bình Dương, Đồng Nai thì chị chịu đi theo chồng không? Không, mình không có theo đâu hết. Mình có nhà thì ví dụ người ta chấp nhận thì cỡ tuổi này rồi, theo chi, con cái mình cũng phải lo. Trời ơi, chị có gia đình chị, nhưng mà anh đó tuổi chị, ảnh cũng có gia đình của ảnh. Thì bây giờ chị cần tình cảm hơn hay là cần cái con cái, gia đình nữa? Không, nói chung là ví dụ như về thành phố sống thì nó tiện nhiều công việc hơn. Ví dụ như cái an sinh ấy, nó cũng gần gũi hơn. Ví dụ như về quê á, thì cái mưu sinh của mình á, nói chung là ví dụ khi mình thay đổi một cái môi trường hoặc là một cái công việc nó cũng... Tại chị cũng bán online mà đúng không? Chị bán online mà. Nhưng mình không có phải thuộc cái dạng mà bán để quảng cáo trên ấy. Mình chỉ bán cho người thân hoặc là những người quen giới thiệu với nhau thôi. Tại vì mình là cũng bán nhỏ thôi, chứ cũng không bán lớn. Rồi đó, tụi em ghi nhận ha. Rồi có gì thì nếu mà cần thiết thì sẽ trao đổi với chị thêm thôi. Chị có sao hát gì được không chị bé? Thì cũng buồn buồn hát karaoke bậy bậy chơi thôi chứ đâu có hát được. Giờ hát được vài câu giùm em được không? Hát vài câu nghe chơi. Hát bài gì hả? Bài gì cũng được, bài ruột của chị đó, bài gì ruột của chị á chị. Bài ruột hả? Em dạ không có nhớ lời, hát không được thôi chị. Phận là con gái gì đó cũng được. Phận là con gái. Vài câu thôi. Rồi mời chị ạ. Không biết hát câu gì nữa. Nói chung cũng có hát nhưng mà không có thuộc lời. Để mình coi mình. Dạ. Tình anh đi. Dạ. Thuyền xa xăm, thuyền tìm ra biển lớn.
theo tiên gọi ngàn con sóng khơi xa, tuyền có hơi sóng lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền ghé bến sẽ quay về. Rồi nói chung cũng hơi run hát không được. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi xong rồi đó chị. Rồi có gì chương trình sẽ liên hệ với mình nha. Cảm ơn chị.